Ôi, bạn gì ơi? Hình như là bạn đang xem chùa video mới nhất của mình đấy. À, đừng có xem chùa nghe chưa. Và hãy nhớ là kéo xuống dưới, ấn nút like, ấn nút đăng ký và đừng quên là ấn cái chuông để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình nha anh em. À, thì hiện tại là kênh YouTube của mình chỉ có 20% các bạn là ấn nút đăng ký, còn tới tận là 80% các bạn vẫn chưa ấn nút đăng ký cho mình. Đấy, thì mình hy vọng là tất cả các bạn sẽ ấn nút đăng ký và like video cho mình thật là nhiều nha. Ok, còn bây giờ thì chúng ta không chần chờ nữa. Vô video nào. Let's go. Ok và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel mình và là Khang G đây. Thì ngày hôm nay chúng mình tiếp tục trở lại với Minecraft Big World cùng lại những thành viên của Noob Team. Chào nào mọi người. Hello mọi người. Ok thì ngày hôm nay các bạn, chúng ta sẽ thực hiện một cái Big World, đó chính là gì? Khi mà mình tăng cấp các bạn và mình sẽ được nhận gọi là sao ta? Hiệu ứng siêu viết bất kỳ các bạn. Mà làm sao để mình tăng cấp các bạn? Đó chính là mình sẽ tiêu diệt những thanh niên nút tiệm mạng mà mình sẽ nhận được cái chai kinh nghiệm của bạn để mình quăng, mình tăng kinh nghiệm của bạn. Đấy thì ok. Thì trước khi xem video của mình thì anh em đừng quên cho mình một like, đăng ký và đừng quên lấn cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không bỏ lỡ video mới từ kênh YouTube mình em. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên nút tiệm họ tiệm nha. Ok, rồi bây giờ chúng ta chọn team đi mọi người. Thì hôm nay là chúng ta có 5 người à, thế là phải có một team 2 người thôi, cho chuột với lại biến ngô một team đi. Ừ đúng rồi, thì nó đang phải thế chứ. Ok. Ok thôi, thằng thanh niên này màu đen đi, em không thích màu đen đâu thề, nhưng màu nó đen quá chứ. Khổ bạn, ok. Chuẩn bị sẵn sàng chỗ nào, quăng cái miếng ngô ra để ready nào anh em, go luôn. Ok, let's go. Nào, mình cũng phải mua block nữa bạn, thì mình mới qua bên kia mình tiêu diệt mấy anh niên kia được. Không cần mua đâu, một stack em rồi. Gì vậy, gì một stack mày gọi tụi lao không? Ôi, qua mid rồi, qua mid lấy một stack luôn rồi. Anh thế nhở? Quá xịn luôn. À thế à? Ok. Ngô quá đi. Ok bạn. Mình không cần emerald, mình cần một thứ. Ghê gớm vậy sao? Lợi hại hơn cả emerald. Ghê gớm vậy sao? Ok. Hôm nay không phải là chúng ta đạp lên cỏ chúng ta ngậm nữa các bạn. Sợ quá nhỉ. Bị sợ nhỉ. Ngắm mày. Bị ám ảnh đó bạn, bị ám ảnh đó. Ok, qua biết nào bạn, let's go. Ok, ngày hôm nay mình sẽ không té đâu bạn, yên tâm. Đấy. Kìa qua nhanh thế nhờ. Ai, tím, trời. Tím nhờ, máu chiến thật sự. Tím là quai nhờ, tím là quai nhờ. Tím là chuột với bingo. Ai nhờ, thế à, vậy hai người đó đi rồi. Ủa, bạn ơi, thôi thôi. Bỏ vàng, anh em ơi. Chuẩn bị bạn. Đấy gọi là gì nhỉ? Cày thế nhờ. Không ai được hết. Nói chung là không ai. Ủa sao mình vẫn được nè? Ờ vẫn được nè. Ôi ngon quá. Là ban đầu là mình giết được thanh niên bí ngô, xong thanh niên bí ngô tiêu diệt được mình là thanh niên cũng nhận được luôn mạng. Ok hiểu. Uầy, kinh nghiệm nào. Ô được speed 2 luôn. Này. Được chém hai cao hai các bạn. Ừ. Tôi xin vào nhà cái chú. Quá ngon. Cầu đấm cầu. luôn. Mình sẽ mua kiếm sắc bạn. Ồ, được hai mạng rồi. Ây da, cái gì ơi? Hai mạng các bạn. Mà tính ra nha các bạn, tính ra là sao ta? Tính ra tuy dùng một người thì được 3 bình kinh nghiệm, mà hai mạng là 6 bình kinh nghiệm bạn. Quá non. Ê, đứng chung đi thôi. Đó. Bạn xem đấy các bạn. Ui, Sachen. Wow. Ui, Sachen á, Sachen thôi đi lùi về. Sachen lên đi lùi về bạn. Sợ đấy nha. Thời chứ mà đang tính bay vô nhà đấm anh niên mà thôi niên tính có Sachen cái bị đánh các bạn. Thấy càng rồi nên là bị ngô lừa thôi. Anh em xem anh kiểu chăm chỉ lắm ăn. Chăm chỉ đi lấy cái này ra chứ. Ây à, thời luôn thanh niên này chăm chỉ lấy kim cương của các bạn. Trời ơi, lấy kim cương xong cuối cùng cũng thua các bạn ạ. Thời nó thấy nó bị buồn chứ. À, không qua bên đây luôn hả anh? Đợi, đang đợi Khang qua đấy. Ờ, em qua nãy giờ. Vô. Đi farm bên kia hơn à. Ôi, kia. Ê, đá đi. Ôi, đời, đâu. Sợ choang này. À. Đó là sợ choang rồi còn đi xấu cái luôn. Ôi, tên đi được 2 kill kìa. Ôi, mỗi lần mình chết các bạn là mình sẽ mất một cái hiệu ứng ban đầu các bạn, nhưng mà sẽ giữ lại cái hiệu ứng cuối cùng các bạn. Do nãy là cái kia là tốc độ cái thứ nhất các bạn, cái này là nhảy cao cái thứ hai nên là giữ cái thứ hai thôi, còn cái thứ nhất mất tiêu. Hay quá. Ôi trời, quá đỉnh. Bên kia có thời gian các bạn, khó tới ta. Ui kháng cự nữa. Dạ. Tới công chuyện rồi các bạn ơi, thôi xong rồi, bên kia 2 người nữa mới đau chứ. Khó ta. Không sao, khó cỡ nào mình cũng gánh được các bạn. Yên tâm. Ui giời, chuột tốc độ. Nhanh quá. Ghê vậy sao, tốc độ luôn rồi á. Ok, để xem tốc độ có quy được em hay không nha. À, qua bên kia hả? Rồi, đi đây. Qua bên kia luôn nè. Ok, thế mình cũng qua bạn.
Sợ gì, ngại gì bất bẩn. Ôi, xong đi Zeno. Ơ, ui dạ. Ô, Zeno bắn. Ôi, ủa, cái gì kỳ á, mình đang đi. Ủa, chắc là ông trời ban phước bạn. Trong giờ ban phước chắc hôm nay mình đẹp trai quá nên ông trời ban phước. Ok. Đây nhà các bạn. À, mình nâng cấp, nâng cấp. Tự nhiên không làm gì hết, vẫn có tiền các bạn. Ôi trời, đỡ hơn. Thanh niên banh đi nãy giờ mà cũng vậy à. Đấy, ui rồi, banh nâng cấp lên bảo. Ủa, cái này có nâng máy không ta? Hình như đâu có nâng máy đâu đúng không nhờ? Không có đâu. Không có nâng máy bé ơi. Ok, thế mình mua thằng bảo vệ đi. Mua bảo vệ đi bạn. Bảo vệ 3 rồi. Ai à, 4 rồi. Ghê gớm. Ok. Không sợ đâu. Rồi, bạn đi. Thanh niên kia nhiều trai thế nhờ. Đúng là thanh niên đẹp trai thật. Thanh niên có tốc độ kìa, chạy nhanh quá. Tôi thấy ai đó. What? Nào đứng anh lại. Anh đã thấy em bên người ấy. Đứng lại để mới tính lên pha mà chưa thấy có gì đâu. Ê, thanh niên banh đây. Thấy banh mạnh không? À, thanh niên lụm kim cương nâng sắc bén các bạn. À, cũng chiến đó, cũng chuyến đó. Trời ơi. Nào, thanh niên bắn, okay. Bắn cái gì? Mua bạn. Bình ơi, qua, rồi cất bớt vô, cất bớt vô. Zeno giờ nhiều hiệu ứng lắm. À đúng rồi, Zeno giờ nhiều hiệu ứng lắm bạn. Trời ơi. Không làm sao mà đỡ được. Ồ, bắn đi. Ôi, phải giữ mạng. Ê, boy. Vô đây. Bên nhiều người kìa, qua đánh bên nhiều người ấy. Em nhảy cao, không dễ đánh em đâu. Vô biến ngu. Vô. Không có giá thì cũng đi. Ôi, lên mẹ. Ôi, được rồi, chết này. Yes. Yes. Luôn đi. Oh my god, ngon. các bạn thấy cái dòng hiệu ứng của mình bên này không bạn? Ui, một đống luôn nè. Tối nay nó bắn dính được em á. Không thể để thanh niên bá đạo như thế được. À thế à. Thôi đừng dụ em vào bẫy đấy, em không dễ dàng thế đâu. Trời ơi, người ta không có dễ dính bẫy nữa đâu nha. Ok, để mình lấy mấy cái em bro các bạn ơi, thề luôn á. Lấy mego này, xong mình về mình mua giáp này. Cái thứ các bạn. Zeno kìa, chú ơi, cẩn thận thương kìa. Giáp là tới 6 cục các bạn. Ui trời ơi, chú chạy nhanh mà. Ok. Kháng lên rồi. Thề luôn, mình không có speed các bạn. Mình không có tốc độ, dí không lại. Nhưng bạn tin mình tiêu diệt được thanh niên không? Tết chắc. What? No. Chơi tôi đi cả. Yeah. No, cày thế à. Ủa sao tôi ra ngoài tôi không chết luôn vậy? Hả? Ok, mình ra ngoài mình không chết luôn nè. Cái gì vậy? Từ đó để mình tự hủy các bạn. Cày thật đấy. Ê, cũng mệt nữa. What? Hai người không có điểm, à không thật. Có ấy, đánh nhau đi. Còn lâu, thanh niên nó ra. Banh có hiệu ứng nhảy cao. Mua nhiều đồ lắm rồi, thôi đi nhặt kim. Thời đúng sao pha nãy thanh niên có thể bắn mình té được hay nhỏ. Áo thật đó. Nhưng bắn đâu có trúng đâu. Ơi, chơi luôn. Ai à, thôi. Quay xe đi. Ôi, tìm cái đầu ấy nha. Quay xe. Ủa, đâu rồi, đâu rồi. Ui dồi, Zelo. Mình kì chiến như ta. Chiến té nhờ. Em đi, ui dồi. Làm sao bắn được? Máu vàng. Yes. Ui ôi kìa, mất một đống kinh nghiệm luôn. Ủa, ôi, tiện được may mắn à, bà ní. Hey boy, đứng lại. Đứng lại Zeno. Đứng lại. Cày nhờ. Đánh chơi rồi chơi đánh lén. Nào, để xem nào. Ồ, ui trời ơi, rơi chậm làm gì nè ní. Thời luôn không được hiệu ứng sợi chen hay là kiểu ta kháng cự đồ các bạn. Bạn gì đâu không. Ồ, nhưng mà không sao, có rơi chậm. Kêu, có gì sao này. Có rơi chậm là mình có thể đỡ được block các bạn. Liều chết luôn. Rơi dở. Liều chết nè. Ơ kìa, tất nhiên. Đúng rồi, này, liều chết luôn. Ôi ơi, kìa, còn chưa kịp mua gì. Đang quay lại đây, quay lại đây. Còn lâu bé ơi, qua đây. Ờ, em rơi chậm mà. Mình rơi rất là chậm mà. Mình rơi rất là chậm mà. Anh ăn cái đồ. Em bay về lại rồi. Nè, 2 cân 1 này. Chậu quá. Đúng kiểu bên nhà bí ngô của với lại niên chuột đúng là mỏ vàng mà. Ôi, rơi chậm thôi. Ôi, em rơi chậm, bắn em rơi được đâu chứ đâu à. Cay nhờ.
rơi thì mình cũng đỡ được và lóc lại các bạn. Ây da, đi đây. Ui, Stream 3 hồi máu 2 bạn. Oh my god. Đây rồi, tới công chuyện. Về chỗ nước là bật lùi mình té được thôi. Đúng rồi. Chứ không bắn được em rơi đâu. Hay nhờ. Rớ được. Uầy, sao mình thấy hôm nay mình quá đẹp trai các bạn. Ôi 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 ôi. Không có gì, không có gì. Đây. Đâu rồi ta, nãy giờ thanh niên bánh bạn. Nãy giờ tôi từ từ mình bây giờ đồ VIP mà, thanh niên bánh chắc gì đã có kinh nghiệm. Đúng đúng. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi bạn ơi. Ôi bạn ơi. Giáp kim cương. Ôi tính ra mình lên cấp càng cao bạn thì mình phải cần rất là nhiều bình kinh nghiệm mình mới lên được cấp nha. Ê à, chào nhà em làm gì chứ? Lại. Qua xin ít tiền coi. Không có tiền đâu. Em với cô ơi. No. À, vô nhà của cọp là tới không chị coi. Này. Hello. À, cái đi luôn. Chào đây làm gì? Cho em kinh nghiệm á, cho em kinh nghiệm hả? Cho em kinh nghiệm. Geno làm cái gì vậy Geno? Tại vì nó té rồi. Ờ. Ảo thật đấy. Ồ nghèo quá mà. Đâu chuột, chuột sẵn để em thử đánh để anh em lấy kinh nghiệm cho chuột ơi. Bạn làm gì đấy? Bạn làm gì đấy? Bây giờ em rất là bờ rồ nha. Nghe để xem nào. Mình đang là sợi trên 3 bạn. Ok. Ê, yeah, thân đi văn qua nhà Geno kìa. Oh my god. Ở đây nhà Geno à? Ôi trời ơi. Nó nhầm nhà ơi. Gì đây? Ui, cho em đi, cho em đi. Cảm ơn. Đâu, mình không kịp. Ôi, không không chưa lên được cấp bạn. Bụp. Ui, tính ra bây giờ mình cứ canh me nhà Honey Geno mình farm luôn cũng được cái chứ nhờ. Cô là ai? Cháu không biết, cô đi ra đi. Thôi thôi đi. Đi thôi bạn. Ui, mình được tốc độ nhanh lắm các bạn ơi. Chết đỡ rồi. Chạy nhanh quá, chạy nhanh quá. Tới này thì ai mà đánh lại mình nữa bạn. Ui trời ơi. Nghèo. Lấy được ít tiền đi về thôi. Đi chuột, đi chuột. Cái gì đâu anh? Luôn. Cái gì đâu anh? Cái gì đâu anh? Cái gì đâu anh? Rồi, tôi xong rồi, tôi chạy nhanh quá. Wow. Bây giờ chỉ có một vũ khí mà phải đánh bại được mình thôi các bạn. Đó là vũ khí từ xa các bạn, hoặc là bật lùi thôi. qua đây khen, okay. Qua đây khen. Đây, để coi, để xem như thế nào. Qua đây, qua đây. Vũ à, Vũ à. Qua đây, qua đây. Xuống đây. Ôi, không có tình nhìn người ta tao rồi. Ui, đừng đi bay luôn nữa. Ê. 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 Rồi luôn. Thôi Khang ơi, thôi thôi. Không có thôi gì hết các bạn. Mình sẽ không đập giường sớm đâu. Mình sẽ nhai gì xíu. Ok, ok. Để xem nào. Còn ai nữa không? Thôi chắc mình đi đập giường luôn đi bạn. Chắc mình đập giường luôn đi cho nó lẹ. Ê, hưởng hiệu ứng thanh niên kìa. Hưởng, hưởng, ôi ơi. Mình quýnh bây giờ mình không thấy cái kiếm mà nó quýnh luôn. Ảo thiệt. Ôi, Khang ơi cho ít kinh nghiệm này không? Ôi, đập bằng tay không đúng nhanh luôn. Ôi, thanh niên đập rồi. Chính biệt chủ. Ây. Oh. Yeah. Highlight. Thanh niên kìa rơi chậm quá. Rồi luôn. Oh. Oh my god, các bạn thấy gì không? Mày thấy gì không? Quá là xịn. Lạng lách nè. Lạng lách nè, eo. Bắt không dính. Giờ Geno, Geno gọi là... Ây giời ơi, Geno ơi, sao không kéo dài thêm một chút. Ôi, đánh thanh niên còn không mất máu kìa. Này thì cảm ơn nhà chuột nhá. Nhà chuột đã giúp cho mình rất là nhiều đồ mà. Đập đi. Không. Ok, ok. Thanh niên sao mà lại như thế? Trời ơi. Tự hủy luôn bạn. Cay đấy à. Ok. Giờ tính ra mình cũng cấp 19 đó bạn. Ok. Ngoài, bây giờ Khang cho là... một kinh nghiệm nữa thôi là một chai thôi là đánh Khang luôn. Không, bây giờ em chết sao? No. Không bé ơi. Không có thể để đâu nhá. Bây giờ Khang giết banh đi xong rồi. Không bây giờ nhá, em solo với lại banh lần kiếm kiếm gỗ nè. Được không? Kiếm gỗ đấy em là được, thanh niên có sở tay không luôn, cầm tay không luôn. Tay không luôn. À ok, tay không. Dạ. Được. 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 Ôi ôi, thanh niên nhỉ. Chưa cái nào luôn. Ôi ôi, đánh thanh niên được không mất máu. Nhảy cũng vậy à, nhảy cũng vậy à. Nhảy của em cũng ăn à. Cũng được kinh nghiệm à. Ui ôi, xém lên được cấp 20 các bạn. Thôi xin giường nè. Ok. Xin giường nhá. Đó bạn này bắt đầu á. Bạn đang đúng em sẽ cho bạn kêu việc.
Trời. Thôi mình ra, mình ra mình thấy rồi, mình ra mình thấy rồi. Trời luôn. Thôi thôi, thôi thôi. Mình đi ra mình thấy mình đoán được chứ. Trời em xin chẳng này Nguyễn mày. Ôi, tính ra là cái này cũng hơi bị khó ăn nha các bạn. Thì ok, bây giờ chúng ta sẽ gọi là qua trận thứ hai các bạn. Trận thứ hai thì mình sẽ chơi team anh em. À, thì team thì sao ta? Team đủ không nhỉ? Ờ team có một anh em bị lẻ thôi, chết rỡ rồi, không muốn có ổn rồi. Mà thôi kệ bạn. Một team ba người luôn được các bạn. Trời chắc luôn các bạn. Vô các bạn. Ok các bạn, đây rồi, chúng ta vô trận thứ hai thì cái này thì chúng ta phải chơi gọi là một team 2 và một team 3 các bạn ơi. Nãy bên kia thì có Bí Ngô, Geno với lại chuột anh em, bên đây có mình với anh thôi anh em ạ. Ok, à dạ, qua bên kia luôn à. Bạn qua kim cương hay qua bên đây? Ôi ôi, nhiều em ego quá. Đừng nói là qua kim cương nha. Ờ qua bên nữa hả? Ok, qua bên đây. Qua mid luôn. Giờ là mình phải kiếm kill van, mình phải kiếm kill, bây giờ mình không cần kim cương mình cũng VIP anh à. Tới cứ kiếm kill rồi nha. Cứ ra mà gõ đầu mấy tên điên thôi là được rồi các bạn. Ở bên okay. Kia ba người quay vào đánh đi. Không sợ, mình máu chiến mà. Trời máu chiến yeah. Từ nhỏ không sợ nhá. Ok. Bây giờ ba người xong chia tài nguyên khó quá. Đấy, bên kia là bên không đen. Không sao cả, mình chút nữa mình lấy kinh nghiệm ném cả ba cùng hưởng luôn. À ừ, thế đúng rồi. Là như vậy. Bên này ném cả hai. Nó chia đấy. Ném nó chia đấy. Xong lưng anh ơi, xong lưng anh ơi. Bay lại luôn. Ôi ôi. Ôi, cân ba là có hiện các bạn. Ôi kìa. Ai chụp được rồi. Cứu anh em ơi. Đi cái chạy rồi. Anh em. Đây đây đây. Ui, ui có sợ che rồi, có sợ che rồi. Đấm rơi đi. Rơi kiểu gì? Đấm sang rơi đi, sang rơi đi. Ai? No. Yeah, yeah. Sao nhà tê, bước ra đây đi nào. Come on. Đây, đây. Come on baby. Ôi ôi. Không có. Ui. Ôi, luôn. Cái gì trời, trời đất ơi là trời. Ôi thành thế là thanh niên Bí Ngô được cái kia rồi. Ôi anh được rồi, anh được ba trai rồi. Giữ đi banh, giữ đi banh. Nhảy cao. Đúng rồi, anh giữ đi banh, giữ đi. Ê à, giữ đi. Đây. Giữ. Lui. Ôi thanh niên mạnh quá. Thanh niên này mạnh quá. Này. Thanh niên này mạnh quá, phải chơi chiến thuật thôi, phải chơi chiến thuật thôi. Nhảy cao đúng không? Yes! Được. Yes! Wow! Đưa thay về nhà bánh, 6 chai kinh nghiệm nè, 6 chai kinh nghiệm nè, vô đây. Không, còn. Lên. Wow, các bạn thấy không? Ôi, hay lại các bạn. Ờ, nhưng mà lần nào bị muốn được một hiệu ứng. Nhưng mà nó chưa ít hơn. À, thế à, ok, em cũng được kháng cự, trời mình ơi. Mình có sờ chen rồi. Ok, thời lúc mình không được sờ chen, tôi đi bắt được sờ chen, mày hào hán thì chứ. Cấp 3 mà giờ mới cấp 3. Ủa, em cấp 6 rồi này. Mình sẽ mua giáp đi. À, em mua giáp các bạn. Ok. Đi rồi các bạn. Thanh niên Geno nãy hơi chiến nha. Qua wow, mình đấm phát ngất như luôn. Sợ gì đâu mà không trời chiến. Ơi. À thế à. Ok, thì qua lại đi. Trời ơi. Trời ngon qua đây. Khang có kháng cự các bạn. Vô. Chuyên môn đi không đấy à. Từ từ anh em. Thanh niên có giáp kim cương bạn ơi. Geno qua đó. Bị coi. Rồi, vô. Vô luôn, nào. Đuổi hộ cái. Vô đây. Rát chơi chuột vào tay luôn. Làm bẫy Văn ơi, làm bẫy. Đâu rồi? Cái chỗ này Văn. Không lại Khang đâu. Dồi ôi, rắc kim cương à. Thấy là bẫy chơi được. Vô. 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 Come on. Em cứ ở đây. Từ, bình tĩnh, lui. Thế nhảy từ trên cao đó. Thì làm sao? Nhảy từ trên cao xuống thì làm sao? Vô đây. Như kiểu mà fan với cả idol. Kệ đây, lui đi, kệ. Đúng rồi. Đầu lên mà nhìn bọn anh này. Nước lên đây. Cúi xuống nhìn bọn em đi các anh. Đi lấy em đồ đi. Em đi cổ đi. Rồi anh nhá. Đấy. Không, cho xuống, không cho xuống. Không có, bên đây không có. Này, vanh xuống này, À, vanh xuống kìa. Mỏi cổ đấy nhở. Sợ nhờ. Anh dí kỹ của anh bây giờ chia sao đây? Giờ chia sao? Bây giờ Văn anh có sợ chẹn đúng không? Văn có sợ chẹn đúng không? Kìa có thanh niên lên cầu kìa. Úi giời ơi. Vào đây, vào nhà mấy thanh niên kia đây. Qua đập giường luôn. Ui thì xuống Khang rồi, chết mình rồi. Đấy rồi, một. Rồi. Đấy rồi, một rồi. Sao là đến bật lẽ vậy? Ok, Văn đi. Được gì à? Để xem nè. Đã được gì? Nó chưa. Ui rồi, chưa lên được một cấp nữa. Cái nhà căng quá bạn. Thôi bây giờ ai có người vứt đi Khang ạ? Thế đi, nó nhanh Văn ạ. Vô luôn Văn, mình sẽ nói chiến mà. Từ từ, đừng. Bình tĩnh.
Vô đây chuột, vô đây. Cầm 6 viên nha Mero, mới phải bình tĩnh. Qua đây em. Qua đây chuột. Rồi. À, qua đây, qua đây, qua đây. Được à, thanh niên đánh dụng đấy. À. Ok các bạn, không sao. Lần này em lại bắn. Mấy thanh niên ở hết nhà đấy nhỉ? Đáng mình quá luôn. Mình quá chiến mà, mà chiến từ đây. Nhỏ. Trời ơi. Bây giờ mình không còn hiểu nghĩa bạn, mình chỉ có hiểu absorb gì nè. Absorb á. Come on. Come on. Mấy thanh niên chơi bài đường khó chịu quá. Vô đây, vô đây. Hiểu đi bạn. Ai cũng biết chơi mà. Ui, cái này té vậy? Hả? Ui, hay. Đánh ui, à. Ui dồi ôi. No, trời ơi, ui, cay à? Đó nhờ. Ôi anh đi, yeah, mình sẽ thấy là mình sẽ được một bình kinh nghiệm bạn, hay quá. Vẫn được kinh nghiệm, vẫn được kinh nghiệm. Ủa, tại sao tôi không được nữa? Ai biết đâu? Không biết nha. Không nha, em không có sạc kêu nha, em không có sạc kêu nha, cái này không biết nha, thề luôn á. Sao mình không được nha? Nãy giờ hai kêu không được bình thường. Không biết nha, thề luôn. Cái đó là phải hỏi anh trọng tài. Chắc là mấy hôm kia không ngủ đi ăn như vậy. Trời ơi. Ok. Chớp. Vậy là chớt luôn. Ôi giờ thanh niên qua lại chứ là thanh niên qua hết mà. Ờ mình cứ bảo bình tĩnh nha, bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Đúng rồi, tính rồi. Ui. À bình tĩnh. Bật lùi thanh niên, bật lùi. Thôi gì đó. Lùi, lùi bạn ơi, lùi, lùi. Trời ơi. Ui trời ơi, cái gì vậy, mình không được hiệu ứng gì xịn luôn á. Ít đỡ cái trận thứ hai này hơi tế bạn. Ba chai này. Cho Zeno VIP, Zeno có hiệu ứng à? Ơ đừng, đừng, không Zeno. Ây. Trời ơi, sao anh. Sao đây, sao đây? Mất hiệu ứng cuối rồi. Mất hiệu ứng cuối rồi. Ít ngày mà. Có gì, có gì? Ôi kìa, thanh niên chạy không nhờ, em nóc kìa. Đố bắt được em. Ui, thanh niên ăn táo vàng à. Kìa, 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 kìa. Ui, thanh niên nhảy xuống kìa. Cái đốc nhà, cái đốc nhà, cái đốc nhà. Một xíu khang không? Tại em đang đứng canh me đây nè, Vanh cứ qua đi Vanh à. Bây giờ đập giường là ok Vanh. Bây giờ mình không có mạnh thì đập giường Vanh à. Đỡ được không Vanh? Vanh đỡ được không? Vanh đỡ được không? Vanh đỡ được. Cố lên, trời ơi, đỡ gì kỳ vậy? Ôi rồi, thanh niên cao. Trời ơi, tôi xuống rồi, đỡ gì kỳ vậy quá. Ba cái kiếm đập vào mặt. Ba cái sợi chen đập vào mặt nữa thì. Ui, chậm kìa. Lại rơi chậm kìa. No, 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 no. Ôi ôi, bật lùi luôn. Yes. Ui. Trời ơi. Ồ, ú có sợi chen đây rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Tới công chuyện rồi, tới công chuyện rồi. Ui, cái tiếng gì vậy? Đào nhanh. À, đào nhanh à. Ây da, ghê gớm vậy. Ô, ui, sợi chen 3. Ồ, vẫn được, vẫn được. Ôi, bây giờ mình biết cái này, mình có hiệu ứng biết cái này các bạn. Sau lưng kìa Zen ơi. Bây giờ em có đồ biết rồi anh ơi. Chơi, okay. Chơi, chơi, chơi. Ừ, mình có đầu nhanh này, bây giờ mình cần một cái kéo bạn để mình đập phát là mất cái giường mấy anh niên luôn. Rồi. Ok, đâu rồi. Dụng cụ, cái kéo bao nhiêu? 20 hả? 20 sắt bạn ạ. Từ nhá, để dành 20 sắt đã. Không, mình qua bên kia mình chặt một phát là win luôn bạn. Ê, qua kìa bánh ơi! Bánh, 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 bánh! Ồ, ôi dồi! Ê, cũng té được à, quá non. Ok bạn, cắn kìa bánh, cắn kìa bánh, cắn kìa bánh. Đâu? Qua đây, giỏi ơi. Qua đây. Qua đây. Qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây. Đâu, rơi rồi. Thế nhưng mạnh quá bạn ơi. Ôi trời. Ôi thế nhưng Zeno rơi rồi. Ôi sao thế ai? Được gì nhỉ? Dạ thanh niên bị kẹt rồi, thanh niên không, dạ thanh niên không chết được ở dưới đấy. Được rồi. Kêu rồi. Qua đây chuột. Đây. Qua đây. Trời. Qua đây chuột. Qua đây, qua đây. Qua đây. Ôi cái này mình không tăng cấp nên là mình không được gì hết trơn các bạn ơi. Okay. Nhớ chuột làm quả mất. Ê, đuổi đuổi nghe tí gì vậy ta? Sao gì? Oh, đây rồi có kháng cự các bạn. Đi banh, đi banh. Thôi, thôi, chịu. Đi banh, lần này gỡ đường này banh, gỡ gạt này. Đây, mua quả táo vàng á, không ngọm luôn. Hẻ. Wow. Cảm ơn chuột nha. Ok, ok. Để xem nào, để xem nào, lần này mình win như thế nào các bạn. Trên nóc nhà, trên nóc nhà anh em ơi. Oh my god, hơn quá. Úi dồi ôi, Khang ơi. Bạn ơi, bạn đâu rồi Vanh? Em cần Vanh. I need you. Đây là... Thấy Vanh đây chưa? Này Vanh, này Vanh. Ờ, nhưng mà Vanh không có block. Tao lấy mày gả đón. À, đọc Vanh rồi, à. Đọc cho. Thanh niên bọc rồi kìa. Ôi dồi ôi. Vanh té luôn rồi, Vanh đi luôn rồi. Ui, thanh niên vẫn đập được rồi. Ôi, sao?
Oh my god. Ê, phải thế, phải thế. Phải thế. Sau lưng là đi rồi biết không? Sau lưng là đi rồi. Phải thế, phải thế. Bất lực. Bất lực. Bất lực. Ok. Ôi, tính ra vẫn chưa lên được gì các bạn. Một chuột nữa. Hết hồn, tính ra tưởng trận này là mình ăn thua chuột rồi đấy. À. Chuột thôi, chạy đâu rồi, chạy đâu rồi. Con chuột này. Đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đâu vậy? Ui, 19 kill. Tuy là mình không biết là nãy bên kia là có chuyện gì xảy ra, nhưng mà hình như là thanh niên chuột quăng cho thanh niên Geno và mất hiệu ứng hay gì các bạn. Đấy, thì ok, nói chung là video ngày hôm nay là hết rồi các bạn. Thì nếu các bạn gọi là thích những cái chế độ Bad World hay như này thì đừng quên là comment ở dưới mình biết nha. Ấy, và nếu các bạn thích video này đừng quên cho mình một like và đăng ký, và đừng quên lẫn cái chuông kết đăng ký và chọn tất cả để không lại mới từ kênh YouTube mình em. Đừng quên là qua kênh của tất cả thành viên giúp tiêu hộ team nha. Ok, còn giờ thì hẹn lần sau. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye. Bye bye.